Chương Vũ truyện kiếm hiệp mến chào quý thính giả. Tiếp theo là phần 35 ngũ tuyệt Mai Dương, nguyên tác Thượng Quan Đỉnh, diễn và đọc Chương Vũ. Thương Minh Khách đồng ý với Thanh Kiếm Vũ Sĩ rồi nói: theo chỗ nhận xét của Độc Cô Huynh thì tên ăn mày đó hẳn có một lai lịch đáng chú ý chứ gì? Thanh Kiếm Vũ Sĩ mơ màng nói: chưa biết thế nào mà nói được với Du Huynh đâu, chỉ còn cách là chờ gặp hắn rồi sẽ hay. Hậu vệ vô danh kiếm khách bực tức nói: vô luận hắn thế nào đi chăng nữa, đêm nay mình đến hội diện với hắn, tất cả chúng ta đầy họp lại, vị Tất Vạn Cực Thiên Tôn kia đã làm gì nói, hà huống là một thằng ăn mày chứ. Độc Cô Tử Kỳ liệt mã cuồng xanh từ ngày bị bọn Cửu Châu Đại Hiệp bắt mang về Cửu Long Đàn, nhờ Thánh Kiếm Vũ Sĩ và Quyết Bút Tú Tài tận dụng tâm cơ cứu thoát và tìm thuốc chữa trị thương thế, khôi phục trọn vẹn võ công. Trong thời gian sau này, ông còn gia tâm luyện tập Cửu Âm Thần Công và Hàng Mang Chỉ của Đông Hải Kỳ Tẩu, lão tiến triển võ công khá nhiều. Tuy có mặt hiện tại trong khi Ngũ Kỳ bàn luận về trường hợp của huynh đệ họ Du, Du Văn Tuấn và Du Văn Bân, lão chẳng góp ý một lời nào cả. Lão ngồi riêng ra một chỗ rồi thừ người xa vắng. Công Tôn Bội Lâm đến gần lão, khều tay một cái, đoạn bước ra ngoài. Liệt Mã Cuồng Xanh Độc Cô Tử Kỳ hội ý, vội đứng lên cáo từ bọn Ngũ Kỳ và Song Phi Khách, cùng bước ra theo sau của nàng. Công Tôn Bội Lâm dẫn lão đến một chỗ quan vắng, đoạn ngồi xuống và thốt: thúc thúc à, cháu xem tên ăn mày đó giống Độc Cô Thanh Tùng lắm. Chỉ vì chàng ta bôi bùn đầy cổ cả người nên cháu không dám quả quyết là có phải là mình nhìn lầm hay không. Liệt Mã Cuồng Xanh kinh ngạc: cháu nói cái gì? Tên ăn mày đó giống Độc Cô Thanh Tùng mà. Nếu đúng là hắn thì tại sao hắn lại đánh huynh đệ của họ Du chứ? Rồi lão tự nghĩ rồi thôi: phải rồi, ngài còn ở Bạch Mã Tràng, hắn bị huynh đệ Du Văn Bân và Du Văn Tuấn lăng nhục không tiếc lời, do đó mà hắn hận, cái hận nuôi dưỡng đến ngày hôm nay. Rồi lão lên tiếng hỏi: còn tên ăn mày nữ kia? Công Tôn Bội Ngọc có biết tên nữ hành khất là ai đâu mà đáp lời của Liệt Mã Cuồng Xanh. Nàng chỉ gật đầu công nhận hành động của Độc Cô Thanh Tùng đó với huynh đệ họ Du. Thúc thúc nói phải đó, nếu Độc Cô Thanh Tùng có đánh huynh đệ của họ Du đi nữa thì cũng chưa vừa với cái tánh cuồng ngạo của họ. Liệt Mã Cuồng Xanh lo nghĩ đến Độc Cô Thanh Tùng vô cùng. Lão nhìn sững Công Tôn Bội Lâm rồi nói: sự việc chưa biết chân giả thế nào, cháu đừng vội nói cho mọi người nghe. Đêm nay thúc sẽ rình xem và theo dõi hắn một quãng đường, chắc chắn là thúc sẽ khám phá ra điều bí ẩn. Rồi cả hai trở về khách sạn. Đêm lại đúng canh ba, mọi người đều có mặt tại chỗ đúng vị trí của mình do sự sắp xếp của toàn thể. Du Văn Tuấn và Du Văn Bân đứng tại chỗ bị Độc Cô Thanh Tùng làm nhục lúc ban ngày. Chỉ có Liệt Mã Cuồng Xanh Độc Cô Tử Kỳ thì đứng riêng ở ngoài vòng, ở nơi xa xa. Họ đến không bao lâu, từ sau một bóng người như ma quỷ bỗng xẹt đến. Bóng đó xuất hiện hết sức là đột ngột. Huynh đệ Du Văn Tuấn và Du Văn Bân không biết bóng đó xuất hiện từ lúc nào và từ đâu đến. Họ không biết là phải, bởi họ còn lâu mới là kẻ đối đầu với Độc Cô Thanh Tùng. Họ hiểu làm sao được quyền công ảo diệu của chàng. Huynh đệ họ Du thật không còn biết thế nào là lợi hại đã bị thảm hại lúc ban ngày. Giờ đây gặp tên ăn mày vẫn không kiên sợ, cùng hét lên một tiếng rồi cùng xông vào. Có lẽ huynh đệ của họ ỷ vào các bậc tiền bối đang ẩn núp xung quanh đây chăng? Độc Cô Thanh Tùng trông thấy bọn chúng hùng hổ bật cười lạnh. Du Văn Tuấn quát lớn: tên ăn mày, ngươi có biết huynh đệ chúng ta là ai không? Độc Cô Thanh Tùng hừ lạnh nói: dù các ngươi có thân phận thế nào đi chăng nữa, ta vẫn xem thường. Ta hỏi các ngươi đem theo tất cả mấy người trong đêm nay vậy? Vừa lúc đó thì từ bốn phía bóng người đổ ập đến. Có tám người tất cả: Ngũ Kỳ, hậu vệ vô danh kiếm khách và Công Tôn Bội Lâm. Độc Cô Thanh Tùng bản tâm hẹn hôm nay là để biết rõ thế nào rồi
Huynh đệ họ Du cũng kéo các bậc tiền bối đến đây bao dây chạc. Nếu các vị tiền bối đến thì phải có liệt mã cuồng sanh, người mà Độc Cô Thanh Tùng trông đợi hơn ai hết. Chàng liếc sơ qua dòng người, chẳng thấy liệt mã cuồng sanh đâu. Chàng vội cao giọng rồi hỏi: còn ai nữa không? Thánh kiếm vũ sĩ Độc Cô Phong bước tới nói: tiểu ca, xem cách tiểu ca đối đãi với huynh đệ họ Du, lão phu nhận thấy tiểu ca không có ác ý chút nào hết. Điều đó chứng tỏ tiểu ca là người trọng nhân nghĩa, không ham gây sự. Lão phu thành thật ngợi khen đó. Tiểu ca có thể cho biết tên họ được không vậy? Độc Cô Thanh Tùng nhận ra ngay thánh kiếm vũ sĩ qua cánh tay cục. Chàng khích động vô cùng. Nếu không dằn kịp chắc chàng đã bật khóc rồi. Rồi chàng nhớ đến mẹ chàng là Kim Xoa giáo chủ, bị thanh kiếm vũ sĩ bỏ bơ vơ nơi quan cốc. Chàng hận phụ thân vô tình vô nghĩa, cưỡng hiếp người rồi lại bỏ người nơi núi thẳm rừng sâu. Chàng bất giác sôi giận nói: ta tên họ là gì? Điều đó có liên quan gì đến ai mà hỏi? Các ngươi làm gì vây quanh ta vậy? Hãy mở rộng đường cho ta đi, nhanh lên. Quyết Bút Tú Tài Khưu Như Chân bước lên nói: người lớn lối quá vậy hả? Dám ngàn nhiên buông lời sất sượt ngay trước mặt của Võ Lâm Ngũ Kỳ sao? Người liệu có thoát được không? Kế tiếp là Thần Phủ Khai Sơn Cao Mảnh, Lăng Tiêu Khách Công Tôn Nhạn, Thường Minh Khách Du Tuấn Tụng cùng bước tới. Dòng dây lúc này đã bị thu hẹp lại rồi. Đột nhiên Độc Cô Thanh Tùng cố ép hơi cổ cho giọng nói lạc hẳn đi, tạo ra một âm điệu khàn khàn khó nghe vô cùng. Với âm thanh đó chàng bật lên một tràng cười như khỉ khẹt. Chàng gằn mạnh giọng nói: dù cho các ngươi có là Võ Lâm Ngũ Kỳ, các ngươi cũng không làm gì nổi ta đâu. Đừng có tưởng là qua danh đó là một âm gian gì lớn lắm. Đêm nay ta có ý muốn đối diện với liệt mã cuồng sanh, tại sao các ngươi không để cho lão ấy gặp ta vậy hả? Thật ra thì Độc Cô Thanh Tùng nóng lòng muốn gặp liệt mã cuồng sanh cho thỏa niềm khát vọng. Chứ như thánh kiếm vũ sĩ, dù ông đó có là thân phụ của chàng, chàng cũng không muốn nhìn nhận sớm. Một lẽ vì ông ấy đã nhẫn tâm ruồng bỏ thân mẫu của chàng, cũng như ông đã ruồng bỏ luôn cả Xích Diệp phu nhân, Lục Vũ lệnh chủ. Một lẽ là ông có bao giờ lưu tâm đến đứa con rơi này đâu. Ông đã không nghĩ đến chàng. Nếu không có đại thúc cứu mạng đùm bọc thì chàng làm gì mà có được một nền căn bản giáo dục như ngày nay. Chàng phải nghĩ đến đại thúc trước tiên, người thật sự đào tạo cho chàng. Còn như thánh kiếm vũ sĩ từ trước đến nay có làm gì cho chàng đâu. Cái danh nghĩa phụ tử thiên liêng thật đó, nhưng chậm nhìn một chút cũng đâu có sao. Hiện tại chàng cần gặp đại thúc để giải quyết một số vấn đề. Chàng cũng thấy là mình rất đau lòng, đã không thể nhìn nhận đấng sinh thành ngay trong lúc này. Và niềm đau đó hiện lên gương mặt rõ rệt. Nếu không có lớp bùng tô trét ở bề ngoài để trở thành một gã ăn mày thì thần sắc của chàng làm sao che giấu nổi với bao nhiêu ánh mắt của những người ở hiện diện ở tại trường đang đưa mắt nhìn chàng. Võ Lâm Ngũ Kỳ tuy bao quanh chàng, bất quá vì tính hiếu kỳ muốn biết tên ăn mày trẻ tuổi này là ai mà lại có tài nghệ tuyệt vời đến như vậy. Chẳng những tài cao mà lòng cũng không ác. Nếu đã ác thì huynh đệ họ Du đã mất mạng, không mất mạng thì cũng què tay què chân rồi. Với cái thói khinh người của anh em họ Du có thể đưa cả hai vào vòng nguy hại cho bản thân một ngày nào đó. May mà họ gặp Độc Cô Thanh Tùng nên hưởng lấy vài cái bạt tai, một bài học nhục nhã, chứ không thì đã ảnh hưởng đến sinh mạng rồi. Nhưng làm cha thì ai lại không có thiên vị cho con cái của mình. Cho nên hiện tại đang đứng trong hàng ngũ của đối phương. Thương Minh Khách hận chàng ra mặt, nhất là lão nhìn sang hai con, thấy mặt mày của chúng còn sưng dù, lão càng hối hận hơn. Lão hét lên: tên ăn mày câm miệng, đêm nay ta phải sửa trị người cho bớt tánh ngông cuồng. Luôn luôn Độc Cô Thanh Tùng lúc nào cũng giữ trọn ý kính trọng với hai vị ân nhân trang chủ này. Mặc dù vắng mặt cũng thế, mỗi lần nhớ đến hai vị là lòng của chàng tràn ngập niềm nhớ mong và tri ân. Vì lòng kính trọng đó, chàng mong mỏi hai người con của Thương Minh Khách Du Tuấn Tùng lúc nào cũng trở nên đứng đắn. Chàng không vui mà nhận xét càng ngày huynh đệ của Du Văn Tuấn và Du Văn Vân càng trở nên kiêu ngạo. Lắm lúc chàng thầm trách vợ
Chồng của Thương Minh Khách Du Tuấn Tùng đã hờ hững trong việc kiểm soát con cái, thành ra cái giáo dục trong gia đình có nhiều khuyết điểm đáng tiếc. Đã vậy Du Văn Tuấn không chịu cái lỗi của con. Cái sơ hở của kẻ làm cha quyết lòng rửa nhục cho con thì còn gì đáng buồn. Chàng cười lạnh rồi thẳng thắn đáp: Người muốn giáo huấn ta ư? Người giáo huấn ta rồi ai giáo huấn ngươi và con ngươi? Ta không ngờ hiệp khách Thương Minh thành danh gian dội khắp chốn giang hồ, lại sanh ra mấy tên nghịch tử quen thói ngạo mạn ra đường hống hách dơi kẻ bộ hành. Họ mình là một võ sĩ, dù có bị người đánh chết cũng không quá đáng. Người nên mang chúng về mà dạy chúng, chứ người dạy ai chứ? Thương Minh Khách Du Tuấn Tùng so giận kinh người, lão hét to như sấm: Tên ăn mày cuồng ngạo, hãy tiếp chưởng của ta đây! Một tiếng giúp vang lên, một đạo chưởng kình từ tay của lão phát đi cuốn tới Độc Cô Thanh Tùng. Đứng trong hàng ngũ của Lục Kỳ, Thương Minh Khách nổi danh về thuật khinh công, song chưởng pháp của lão cũng lợi hại lắm. Đạo chưởng phong cuốn đi mãnh liệt phi thường. Độc Cô Thanh Tùng đảo một vòng, dịch thân mình sang một tí tránh kình đạo lướt qua. Chàng xoay thêm một vòng thân nữa, thân mình chuyển nhanh như quay vũ, đưa đến từ thế đối diện dời thanh kiếm vũ sĩ. Nhìn vào mặt người cha mà chàng không dám nhận, chàng cao giọng nói: Ngươi là thanh kiếm vũ sĩ đứng đầu Lục Kỳ võ lâm có phải không? Ta dâng lệnh một người đến đây cho ngươi rõ. Hãy mau mau tìm Tam Nhãn Tuyết Sơn để bồi tội với họ đi. Nếu không thì người đó sẽ vĩnh viễn không bao giờ nhìn lại mặt của ngươi nữa. Thanh kiếm vũ sĩ giật mình trầm giọng hỏi: Ngươi là ai? Thương Minh Khách đánh hụt một chưởng liền đảo thân theo liền. Chiều thứ hai kế tiếp, kình đảo phát ra mạnh hơn lần thứ nhất mấy phần. Độc Cô Thanh Tùng hoành cổ tay, dãy một cái phát rồi thét lên: Ta có hảo ý chỉ điểm cho ngươi thấy rõ chỗ sơ hở ở đường lối giáo dục con cái của mình. Ngươi đã không biết ơn mà lại còn thù hận là nghĩa gì? Thì ra bài học lúc trưa này đã trở thành vô ích rồi. Ta cảnh cáo cho ngươi biết, từ nay gặp ở đâu, ta sẽ không dung thứ cho chúng ở đâu. Phát tài dãy của chàng thừa sức quá giải chiêu chưởng của Thương Minh Khách. Đột nhiên Quyết Bút Tú Tài và Thần Phủ Khai Sơn đứng ở bên ngoài cười lớn. Độc Cô Thanh Tùng xoay mình hướng về họ, chàng cao giọng nói: Quyết Bút Tú Tài, Thần Phủ Khai Sơn, các ngươi cười cái gì? Cứ vào một lượt đi, ta chấp hết đó. Quyết Bút Tú Tài tức giận quát lớn: Tên ăn mày kia tài nghệ được bao nhiêu, dám phách lối như vậy chứ? Tức thì mười đầu ngón tay cứng rắn chồng ra theo đấu pháp phán hoàng bút, thi triển chiêu công tuyệt diệu, tìm đại quyệt trên người của Độc Cô Thanh Tùng mà soi vào. Trong chớp mắt, chỉ ảnh giao chuyển mắt giỏng bao trùm quanh người của chàng. Từ lúc nào đến giờ Độc Cô Thanh Tùng chưa có dịp giao thủ với Quyết Bút Tú Tài, cũng như chưa hề nhìn thấy lão thi triển công phu. Đến lúc này chàng mới nhận ra rằng quả thật lão lợi hại vô cùng. Tuy tiếng cười vẫn liên tục vang lên, nhưng lão không vì thế mà phân tâm để lộ một sơ hở nào trong chỉ pháp. Tuy gọi là một trò đùa giỡn giữa một già một trẻ, song chiêu thế đưa ra toàn là những chiêu độc, chúng phải là vong mạng ngay, nên Độc Cô Thanh Tùng không dám khinh thường. Chàng hiển lộng tuyệt kỹ quỷ ảnh vô hình, thần pháp xoay tích như một đợt khói, dần quanh Thiết Bút Tú Tài, thoạt đông thoạt tây, thoạt tả thoạt hữu. Chàng cũng không kém. Quyết Bút Tú Tài cười lớn, chàng cười lớn. Tú Tài cười dài, chàng cũng cười dài. Cả hai biểu diễn một trò đùa mà dám cuộc là tử thần. Quần nhau một lúc, Độc Cô Thanh Tùng nói khích: Lão Tú Tài, lão nổi tánh rồi có phải không? Quyết Bút Tú Tài cười nói: Làm gì phải nổi tánh chứ, tên ăn mày cuồng ngạo ngươi. Rồi lão lại khích chàng: Nếu người thấy đấu pháp phán hoàng bút của lão phù lợi hại thì hãy kêu xin ta đi, ta tha mạng cho. Đột nhiên lão biến chỉ pháp thành chưởng pháp, mười ngón tay đang xòe liền nắm lại, hai bàn tay đẩy tới, hai đạo chưởng phong đi dung dúc, bọc từ tả sang hữu, dồn Độc Cô Thanh Tùng vào giữa. Độc Cô Thanh Tùng không ngờ Quyết Bút Tú Tài biến chiều cấp bách như thế. Khi chàng thức ngộ thì chưởng ảnh đã lợp không gian bao tròn quanh mình của chàng, không còn né tránh vào đâu được nữa, bắt buộc chàng phải dẫn kình lực đẩy ra một đạo chưởng phong chặn thế công của đối phương liền.
Song phương chấn động dữ dội, sức chạm của hai luồng kình đạo. Độc Cô Thanh Tùng lùi lại ba bước, Quyết Bút Tú Tài lùi lại một bước. Độc Cô Thanh Tùng chỉ dùng một phần công lực, vừa phản công lại thì Quyết Bút Tú Tài cũng nhường chàng một bậc, cho khỏi mang tiếng là ỷ tài mà khinh mạng đối với trưởng thượng. Thực ra hiện tại chàng không kém Quyết Bút Tú Tài, cũng như bất cứ một kỳ nhân nào trong võ lâm lục kỳ, trừ phi là lục kỳ liên thủ lại thì là một chuyện khác. Qua chiêu trưởng giao tiếp với nhau, Độc Cô Thanh Tùng đã nhận thấy tình hình trở nên nghiêm trọng rồi. Lục kỳ muốn nhất định lột mặt nạ của chàng, nếu cường lý cậy tài cứ kéo dài trường hợp thì cầm chắc cái bẻ mặt trong tay. Bởi dù sao cuộc chiến này cũng không phải là một cuộc chiến giữa những kẻ tử thù với nhau, dĩ nhiên chàng không thể dốc toàn lực sử dụng những chiêu thế độc địa để tranh phần thắng. Như vậy chàng phải rút đi, và chàng sắp sửa thoát khỏi vòng dây, nhưng chưa kịp thực hành ý định thì Quyết Bút Tú Tài lại tung một chưởng thứ hai. Tên ăn mày, tiếp thêm một chưởng nữa xem nào. Độc Cô Thanh Tùng đã nhường qua một chưởng đầu tiên, chàng không muốn so bì cao thấp với một vị tiền bối đối diện. Chàng khoát tay nói, không không, ta không tiếp đâu. Vừa lúc đó tai của chàng nghe văng vẳng tiếng gọi đâu đó, chưởng môn sư đệ, chưởng môn sư đệ ở đâu vậy? Độc Cô Thanh Tùng nóng ruột, chàng biết ngay lão là Đại Hung Thích Kế Dương tìm chàng, chắc chắn là phải có chuyện gì quan trọng lắm, nên lão mới tìm kiếm chàng hớt ha hớt hải đến như vậy. Chàng chưa nhất định được thái độ phải đối phó bằng cách nào trước chiêu chưởng thứ hai vô cùng mãnh liệt của Quyết Bút Tú Tài. Lần này thì lão dùng công phu nội lực hết sức là hùng hậu phổ vào chiêu thức. Trong khi đó thì thần Phủ Khai Sơn đã gọi đồng bọn, các huynh đệ đâu, hãy vào ngay, tên ăn mày này tính bỏ chạy đó. Thần Phủ Khai Sơn lợi hại thật, chỉ nhìn thấy thần sắc của Độc Cô Thanh Tùng thì đã đoán biết được ý nghĩ của chàng. Cũng vừa lúc đó thì hai đạo kim quang ngời lên, vẽ thành hai chiếc cầu vòng chốc đầu xuống cục trường. Hai cha con hậu vệ Vô Danh Kiếm Khách đã dùng kim kiếm xông vào trợ chiến. Bốn bên chưởng ảnh lợp trời, trên đầu hai thanh kim kiếm bọc súng, Độc Cô Thanh Tùng bỗng nhiên bị dồn vào một thế kẹt nguy hiểm khôn lường. Chàng đã biết rằng các vị tiền bối đã nổi nóng lên rồi, nên tình hình không còn hòa dịu như lúc khởi đầu nữa. Họ đưa tư thế song phương vào vòng tử chiến. Chàng lại thoát đưa mắt nhìn, thấy mờ mờ một chiếc bóng đen từ phía xa bay vút đến. Chàng thừa hiểu rằng bóng đen đó chính là lão Đại Hung Thích Kế Dương. Tình thế bắt buộc không thể chần chừ được nữa, lập tức chàng dẫn đủ 10 thành công lực, dùng hai cánh tay đánh ra một vòng, đoạn thân hình nhanh như chớp tung bổng lên không như là một chiếc pháo thăng thiên vậy. Thần Phủ Khai Sơn hét to, tiểu tử ăn mày, người định chạy đi đâu? Hơn 10 đạo chưởng phong từ bên dưới bốc lên theo chàng, cuốn đi ào ào. Những kình đạo đó phát xuất do những tay thượng thặng giang hồ, những tay từng gây sóng gió khắp võ lâm. Những luồng kình đạo kinh khủng kết hợp với nhau tạo thành một khí thế xô núi quét rừng, chuyển sông lệch đất. Cũng tưởng Hy Lộng Dơi Ngũ Kỳ và Song Phi Khách một lúc, không ngờ tình hình biến đổi ngoài sức ước đoán của chàng. Độc Cô Thanh Tùng không hối tiếc vì hành động ngông cuồng của mình, chàng chỉ hối tiếc vì không tận dụng được sở năng cùng với Ngũ Kỳ, Song Phi Khách và hậu vệ Vô Danh Kiếm Khách so bì một phen cho biết mức cao thấp. Đã không thể cùng họ quyết đấu, hơn nữa Thích Kế Dương đang chờ Độc Cô Thanh Tùng vận dụng 10 thành công lực, phô qua Quỷ Phủ Âm Công, đưa hai tay đánh xuống rồi thân hình lấy đà bay bổng lên cao hơn. Đoạn cấp tốc xà mình nghiêng bay về phía Thích Kế Dương. Thoáng mắt chàng đã vọt ra xa ngoài mấy mươi trượng rồi. Chàng vừa đi vừa cao giọng nói lại, rất hân hạnh được hội kiến đủ mặt cả lục kỳ hôm nay, nhưng thời gian cấp bách không thể nán lại thừa tiếp quý vị. Xin cảm phiền vậy, chờ khi khác thuận tiện thì hơn. Rồi từ đó cứ một cái nhảy chàng vọt ra xa hơn 10 trượng. Song Phi Khách ỷ trượng vào khinh công của mình khét tiếng, vội băng mình cấp tốc đuổi theo. Nhưng dù thuộc khinh công của họ đã từng giúp cho họ tạo thinh danh nổi như cồn ở trên giang hồ suốt mấy mươi năm qua, nhưng thuật đó làm sao sánh được với quỷ ảnh vô hình của Lệ Quỷ Thượng Nhân mà Độc Cô Thanh Tùng là người truyền nhân y bác.
Chàng cười lạnh một tiếng rồi gọi cả hai. Hai vị trang chủ đừng đuổi theo ta vô ích, không bắt kịp ta đâu. Chàng vừa dứt lời thì Ngưng Nhi đã lao vút tới. Thanh kim kiếm trên tay của hắn bỗng chớp ngời rồi hắn quát lớn. Tên ăn mày, đón kiếm của ta. Độc Cô Thanh Tùng biết ngay hắn sử dụng ngay chiêu ngự kiếm đặng tường, lối độc ở trong kiếm pháp gia truyền vô danh kiếm khách. Chàng không dám khinh thường, nhưng chàng không nao núng, bởi dù sao thì cũng chính chàng là người chỉ điểm cho hắn mà. Giả lại công lực tu vi của hắn chưa đạt đến mức siêu thần nhập quá. Chàng bình tĩnh đảo người qua, rồi né tránh, thừa sơ hở để đoạt kiếm. Qua một lúc chàng đột nhiên hét to. Buông tay! Thân hình của chàng giọt mạnh vào dùng kiếm quan. Rồi Ngương Nhi cũng quát lên. Chết này! Nhưng kim quan tắt liệm. Một bóng đen vút thẳng lên. Còn thanh kim kiếm của Ngương Nhi bay vèo đi ra xa ngoài tám trượng, đâm mạnh xuống đất, hút mất chui. Độc Cô Thanh Tùng khẽ dung mình một phát, từ trên không trung, chàng dục đến 20 trượng xa. Chàng bật cười lớn. Xin hẹn gặp lại quý vị tại Vạn Cực Cung vào tiết trùng dương. Không chậm trễ, chàng phóng mình chạy đi đón đầu Thích Kế Dương. Chàng chạy đi, mà tai còn nghe Ngương Nhi gọi thất thanh ở phía sau lưng. Tên ăn mày, dừng chân lại, cho ta biết tên họ đi. Trong thiên hạ chỉ trừ Độc Cô Thanh Tùng ca ca là có thể phá được hai chiêu kiếm đằng tường của ta thôi. Tên ăn mày, ngừng lại, ngươi là ai? Độc Cô Thanh Tùng cười thầm. Hiền đệ ơi, đừng có trách ngu huynh. Ngô huynh phải làm thế vì không còn cách nào khác. Có vậy trong chúng ta không ai dám khinh địch nữa. Và kỳ đại hội tại Vạn Cực Cung sắp tới đây mình sẽ không thất bại chua cay. Chàng sấn tới trận đầu bóng đen đang lao vút về phía chàng. Sư huynh, Độc Cô Thanh Tùng đây. Mình rời xa chỗ này ngay, rồi muốn nói gì thì nói. Thích Kế Dương mừng rỡ. Chưởng môn sư đệ sao? Trời, ta tìm sư đệ khổ sở lắm đó. Độc Cô Thanh Tùng an ủi lão mấy câu, đoạn chạy đi liền. Lão đại hùng Thích Khế Dương chạy theo, cả hai hướng về huyện thành Diêu Sơn. Vừa chạy Độc Cô Thanh Tùng vừa hỏi. Sư huynh, tại Vạn Cực Cung chắc có chuyện gì lạ hả? Thích Khế Dương đáp gấp. Tính mạng của phó bang chủ Đồng Hải Chân Quân lãnh cửu khó bảo toàn được đến Tết trùng dương đồ. Độc Cô Thanh Tùng kinh sợ nói. Tại sao? Lão ấy đã bảo là mình có bức quả đồ chỉ chỗ chôn giấu chiếc kim đỉnh kia mà. Chúng không cần chiếm bức tàn bửu đồ nữa hay sao? Chúng giết Đông Hải Chân Quân thì làm sao có để có được bức quả đồ? Thích Kế Dương lạc đầu này. Đông Hải Chân Quân có tiết lộ chuyện đó hay không ngu huynh không có biết. Có điều Chân Quân đã bị Vạn Cực Thiên Tôn đánh thuốc mê, hiện giờ người đang hôn mê bất tỉnh đồ. Thích Kế Dương lo ngại ra mặt nói. Theo bọn ban đồ mách lại cho ngu huynh biết thì loại thuốc mê đó có công hiệu khác thường. Chỉ sau một thời gian ngắn người bị đánh thuốc mê tỉnh lại, nhưng tỉnh lại mà lý trí mất hẳn đi. Người bị thuốc mê sẽ hoàn toàn tùy thuộc chúng, có những gì bí mật đều khai ra hết với chúng. Ngu huynh chỉ sợ sau khi Chân Quân khai rồi chúng giết đi đâu. Bác Cô Thanh Tùng kêu lên. Đông Hải Chân Quân bị độc từ lúc nào vậy? Thích Kế Dương lên tiếng đáp. Ngay trong đêm nay vào lúc canh hai. Độc Cô Thanh Tùng bấn loạn tinh thần. Chàng ngẩng mặt nhìn lên bầu trời, lòng nung nấu như lửa đốt. Đêm đã sang canh tư rồi, đã trễ. Vô luận cách nào chàng cũng không thể nào can thiệp kịp thời được. Chàng xếp việc đó qua một bên rồi hỏi tiếp. Còn mẹ của ta và Lục Vũ lệnh chủ? Thích Kế Dương trấn an chàng nói. Sư đệ khỏi lo. Đã có lão cửu long thần ma hết lòng lo liệu hộ trì, không đến nỗi nào đâu. Lão đại hùng lại nói tiếp. Giả lại Vạn Cực ảo nữ quả quyết là sư đệ đã chết rồi, nên quyết ma bàn không cần thiết phải thanh toán trường hợp của Kim Xoa giáo chủ và Lục Vũ lệnh chủ đâu. Độc Cô Thanh Tùng gật đầu, tâm tư đã cởi mở đi phần nào. Gần đến huyện thành Diêu Sơn, Lãnh Nhạn Dung ra đón tiếp chàng. Cả ba vượt đầu tường thành vào bên trong. Vì hiện tại trong huyện thành anh hùng hào kiệt bốn phương đổ dồn về đây, đông đúc phi thường. Họ không dám ngang nhiên đi đứng, sợ lộ hành tung, cho nên chỉ len lỏi qua vùng tăm tối lần lần tiến tới. Ngang qua một khách sạn, Độc Cô Thanh Tùng dừng chân lại. Chàng tuyệt nhiên không hay biết có người theo sát ở phía sau. Người đó là Liệt Mã Cuồng Xanh,
theo Ngũ Kỳ ra đi, rồi lại theo Độc Cô Thanh Tùng trở lại Quyển Thành. Thế cả ba vượt tường rào vào khách sạn. Liệt Mã Cuồng Xanh lấy làm lạ tự hỏi, tại sao hắn lại vào đây? Hắn đâu có ngủ ở trong khách sạn này. Thì ra Độc Cô Thanh Tùng lăng nhục huynh đệ họ Du rồi trở về thành, liền nảy sanh ý định dò thám khách sạn nơi các vị tiền bối cư ngụ. Nhờ chàng về trước và các vị tiền bối chưa biết gì về chuyện xảy ra giữa chàng và huynh đệ họ Du, nên không ai lưu ý đến hai tên khất cái. Chàng nhận định tình hình khách sạn dễ dàng không một ai phát giác ra hành động đó. Chàng thừa lúc bọn Ngũ Kỳ còn ở bên ngoài thành, đã vào tận phòng của họ để lục soát. Bất ngờ chàng thấy chiếc quỷ dương trượng, hết sức mừng rỡ cầm ngay chiếc dương trượng chạy ngay ra khỏi phòng. Chàng vừa chạy ra đến nửa cửa thì đã thấy một bóng người đứng lặng cách đó độ nằm ướt. Không cần nhìn, Độc Cô Thanh Tùng thoáng nhìn người đó, trong bóng tối lờ mờ cũng nhận ra ngay đó chính là Liệt Mã Cuồng Xanh. Chàng giật mình đánh thoát, bao nhiêu năm xa cách người thân đầy ân tình với chàng. Niềm xúc động trào dâng trên gương mặt bất ngờ, chàng muốn khóc lên cho hả. Trong những trường hợp hiện tại chàng chưa thể tỏ lộ hành tung của mình, nên chỉ lấy mắt mà nhìn. Liệt Mã Cuồng Xanh cũng xúc động không kém, lão rung rung giọng rồi hỏi, Thanh Tùng, hiền điệt đó có phải không? Độc Cô Thanh Tùng không cầm được dòng lệ đau thương, chàng để mặc cho mấy hạt lệ nóng chảy dài xuống đôi má. Trong một phút bồng bột, chàng quên khuấy sự dè dặt toàn lên tiếng nhận liền. Nhưng chàng kịp thời suy nghĩ lại, dù sao thì sự nhìn nhận này cũng phải đợi sau này trùng dương. Bởi vì chàng cần che giấu tai mắt của bọn Huyết Ma Bang đang tràn ngập Quyện Thành Du Sơn này. Nếu Liệt Mã Cuồng Xanh biết rõ sự tình thì Ngũ Kỳ sẽ biết, hậu vệ vô danh kiếm khách cũng sẽ biết, rồi đến hai huynh đệ họ Du cũng biết. Chàng sợ nhất là Du Văn Tuấn và Du Văn Bân biết sự tình, bởi hai huynh đệ của họ không phải là một con người đáng tin cậy với tánh khí ngông cuồng và ngạo mạn. Bọn Huyết Ma Bang hay tin chàng sống sót, chậm một ngày là tính mạng của mẹ chàng và Lục Vũ lệnh chủ sẽ được bảo toàn thêm một ngày. Vì những điều kiện cần thiết đó, chàng bắt buộc phải làm ra mặt đối với sư thúc. Chàng cố ép giọng nói toạt ra, không, các hạ lầm rồi. Liệt Mã Cuồng Xanh giật mình, nghĩ không lẽ nhãn lực của mình kém hay sao, không nhận ra được đứa cháu thân yêu của mình hay sao. Không rõ vì sao Liệt Mã Cuồng Xanh bỗng giương cánh tay ra đánh tới một chưởng vừa thét, người không phải là Độc Cô Thanh Tùng. Rồi lão gằn giọng tiếp nói, người qua mắt ai thì được, chứ sao qua mắt được ta chứ. Hoặc giả người đã thay lòng đổi dạ, không muốn nhìn nhận vị đại sư thúc này nữa, thì ta không còn gì để nói rồi. Liệt Mã Cuồng Xanh hiện khôi phục trọn vẹn công lực, thậm chí còn hơn cả ngày xưa. Trong mấy tháng qua, lão không ngừng luyện tập tuyệt kỹ của Đông Hải Kỳ Tổng, nên kình đạo phát ra cực kỳ mãnh liệt. Độc Cô Thanh Tùng không ngờ đại thúc xuất chiêu bất ngờ đến như vậy. Chàng né tránh cũng không kịp, mà phản công thì cũng chậm mất rồi. Chàng kinh sợ ra mặt, nhưng vừa lúc đó một đạo kình phong từ bên cạnh quét tới. Lão giúp tới Liệt Mã Cuồng Xanh, chàng thất kinh thét lên, sư huynh dừng tay. Nhưng vô ích, kình phong của Thích Kế Dương đã cuốn đi nhanh như điện, thoáng mắt thì đã đến bên Liệt Mã Cuồng Xanh. Liệt Mã Cuồng Xanh kinh hãi đảo bộ né sang một bên, tuy tránh kịp trọng tâm, nhưng sức cuốn của chưởng lực đã đẩy lão bật lùi ra sau ba bước. Lão sôi giận, toàn vận dụng toàn bộ công lực phản công. Độc Cô Thanh Tùng giỏi kêu to, sư huynh, người đó là đại thúc của ta đó, sư huynh lùi lại ngay. Vì tình thế cấp bách, chàng không kịp giữ mồm giữ miệng, nói toạc sự thật ra để ngăn chặn Thích Kế Dương. Nói được một câu đó rồi, còn giữ gìn gì nữa. Độc Cô Thanh Tùng nhảy tới rơi vào lòng của Liệt Mã Cuồng Xanh, chàng rít lên, đại thúc ơi, đại thúc, cháu có muốn giấu đại thúc làm gì chứ, xin đại thúc hiểu cho, tình thế bắt buộc cháu phải tạm ngoảnh mặt trong mấy hôm, cháu khổ tâm lắm đại thúc à. Chàng không đợi Liệt Mã Cuồng Xanh nói gì nữa, chàng tiếu tích như là một đứa trẻ lạc lõng được trở về bên mẹ. Nghe đại thúc khơi lại tình trạng, cháu cao hứng vô cùng. Lãnh Nhạn Dung bước tới chế nhạo, lớn dài lớn dốc như thế mà còn nũng nịu không khác gì một đứa trẻ trong chướng mắt quá đi. Độc Cô Thanh Tùng vội buông Liệt Mã Cuồng Xanh ra,
chạy trở lại, lôi lãnh Nhạn Dung chờ tới, thốt với giọng tràn đầy khoái trá. Nhạn Dung, muội hãy ra mắt đại thúc của huynh đi. Lãnh Nhạn Dung thoáng có vẻ thẹn thùng, rồi nàng dùng giọng nói. Thẹn lắm, huynh làm cái gì kỳ vậy, ai lại nhìn nhận trắng trợn như thế chứ? Niềm cảm xúc dồn ép từ bao lâu, bỗng khơi trào theo câu thú nhận của Độc Cô Thanh Tùng. Trong một phút bất thần, liệt mã cuồng sinh rung chuyển toàn thân, mất cả bình tĩnh. Mãi một lúc sau tinh thần trấn tĩnh trở lại, lão nhòi chân đến ôm Độc Cô Thanh Tùng vào lòng và nói: Thanh Tùng, Thanh Tùng à, đại thúc vô cùng cao hứng gặp lại cháu. Cháu ơi, đại thúc nhớ cháu rất là nhiều đó. Cháu ác lắm nha, cháu làm cho đại thúc hồi hộp lo âu, để cho đại thúc thất vọng mỏi mòn suốt ngày nay. Đại thúc như đứng trên đống lửa vậy đó. Ngày nay Thanh Tùng đã lớn khôn rồi, trí óc thông minh rồi, xử sự chính đáng đại thúc rất là mừng. Thanh Tùng thừa sức xông pha trong sóng gió đa giang hồ, đại thúc vững tin vào ngươi đó. Lão nói một hơi không đầu không đuôi, ý nghĩ của lời nói chứng tỏ lão thành thật mến thương Thanh Tùng. Lão nhớ nhung chàng từ ngày chia tay cho đến nay, lão trông chờ giây phút này từ lâu. Gặp nhau là bao nhiêu ý niệm cùng muốn tuôn ra một lượt. Lão không đắn đo, không sắp xếp, nên câu nói của lão không có mạch lạc một tí nào. Nhưng cần gì điều đó, chân tình là chân tình, là hai điểm quý nhất. Còn lão cần gì hơn nữa? Lão trở lại chuyện đêm nay, chuyện vừa xảy ra. Cháu hành động thế là phải lắm. Dù sao cho đại thúc, vào hoàn cảnh của cháu thì đại thúc cũng hành động như thế mà thôi. Độc Cô Thanh Tùng thích thú khi thấy đại thúc đồng tình với mình. Cháu suy nghĩ nhiều lắm, nên phải làm thế đại thúc à. Tuy nhiên không tránh khỏi phần nào vô lễ với các vị sư thúc sư bá. Liệt Mã Cuồng Sinh lắc đầu nói: Cháu chẳng có lỗi gì cả, ai bắt lỗi thì sẽ có đại thúc biện hộ cho. Rồi lão siết mạnh Độc Cô Thanh Tùng, chàng cũng siết mạnh lão, một già một trẻ quấn quýt bên nhau tràn trề tình cảm. Lãnh Nhạn Dung nhớ đến thực tế, nhắc nhở Độc Cô Thanh Tùng: Tùng huynh, mình về phòng mời đại thúc về theo, đứng đây mãi không tiện đâu. Độc Cô Thanh Tùng tỉnh ngộ, rất có thể là trong giây phút bất thần, bọn Ngũ Kỳ Vũ Lâm cùng với các người kia trở về khách sạn để họ bắt gặp thì không tiện. Chàng tự lên tiếng nói: Phải, về ngay là hơn, mình đâu có muốn chạm mặt với bọn họ trong lúc này. Chàng quay sang Liệt Mã Cuồng Sanh nói: Đại thúc đến phòng trọ của cháu đi, cháu không thể để cho họ phát giác hành tung trong lúc này, có nhiều điều bất tiện lắm, nhất là họ sẽ hạch tội của cháu, đánh cho cháu nát xương ra đó. Liệt Mã Cuồng Sanh mỉm cười nói: Có đại thúc đây, ai dám động đến cháu mà lo chứ. Chàng cũng cười, đành vậy, nhưng về phòng của cháu thì vẫn hơn. Cháu có biết bao nhiêu chuyện phải bày tỏ với đại thúc, nếu có họ chẳng những mất thời giờ mà còn có hại nữa. Bởi huynh đệ của Du Văn Tuấn và Du Văn Bân không phải là những con người kín miệng. Trước đó Độc Cô Thanh Tùng và Lãnh Nhạn Dung có thuê hờ một gian phòng tại khách sạn này, để nếu cần thiết thì cả hai tới đây, rất tiện cho chuyện theo dõi của Ngũ Kỳ Võ Lâm. Độc Cô Thanh Tùng luôn lo ngại về những gì có liên quan đến cuộc diễn biến ở Cửu Long Quyết Minh vào Tiết Trùng Dương trong vài ngày nữa. Chàng muốn biết các vị tiền bối có chương trình đối phó với Vạn Cực Thiên Tôn như thế nào, và chàng cũng đang nghĩ cách phối hợp mọi hành động của cánh nhà, cốt tạo ra một lực lượng liên minh chặt chẽ trước sự bành trướng ngày càng to lớn của Quyết Ma Bang. Cả bốn người kéo đi về một gian phòng yên tĩnh. Quý thính giả thân mến, Ngũ Tuyệt Ma Dương phần 35 tác giả Thượng Quan Đỉnh đến đây tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký, subscribe để theo dõi tiếp phần 36 tiếp theo trong chương trình kỳ sau. Xin tạm biệt.